phẩm Nan Đá. Bài Ba La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thúy tại Chê Tá Quá Ná, trong khu vườn ông Ana Thá Bí Pin Đi Cá. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỳ kheo do Giá Xô Chá cầm đầu đã đến Sa Quát Thúy để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các tỳ kheo sở tại, sắp đạt sàn tọa, sửa soạn y bát, phá tí xa má giá mà na, nên gây tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như Tôn giả A Nan Đá: Này A Nan Đá, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá, mát chàm quý lù bá. Bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này cầm đầu là Giá Xô Chá đã đến Sa Quát Thí để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này A Nan Đá, hãy nhân danh ta nói với các tỳ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan Đá vâng lời Thế Tôn, vâng đáp Thế Tôn rồi đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến nói với các tỳ kheo ấy, bậc đạo sư gọi các tôn giả: Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả A Nan Đá đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy đang ngồi một bên: Này các tỳ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá. Tôn giả Giáp, Tôn giả Sa, Giá Xô Chá, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, có 500 tỳ kheo này đã đến Sa Quát Thí để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến này gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỳ kheo, hãy đi đi, ta đuổi các ngươi. Pa Na Nề Mi, các ngươi không xứng đáng được sống gần ta. Hết đoạn 1. Và cảm nhân mời Pháp Nguồn Lộc cai tiếp nhé. Cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Con Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Như Pháp, cô Tu Nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc tiếp đoạn 2 ạ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát đi đến dân chúng Quá Chi, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Quá Chi, rồi đi đến con sông Quá Cam Mũ Đa. Sau khi đến, dựng lên chòi lá trên sông Quá Gá Mũ Đa, an cư mùa mưa tại chỗ ấy. Rồi Tôn giả Giá Xô Chá sửa soạn an cư, bảo các vị kheo: Thưa các hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư hiền, này như hiền chúng, ta đã sống cho thật đúng pháp, chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo vâng đáp. Rồi Tôn giả Giá Xô Chá, rồi các tỳ kheo ấy sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cầm,
tinh cần và trong thời gian an cư tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn sau khi ở tại sao á thí cho đến khi vừa ý liều bộ hành đi đến quê Xá Ly, tiếp tục bộ hành đến quê Di. Tại đấy Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm của mình tác ý đến tâm các tổ ở trên bờ sông Wagumuda, gọi tôn giả Ananda như có hào quang, này Ananda là phương này, như có ánh sáng, này Ananda là phương này. Tại phương ấy các tỷ kheo đang sống trên bờ sông Wagumuda thật là không nhàm chán. Appa tí cú cá xí cho ta, nếu được đi và tác ý đến phương ấy, này Ananda, hãy gửi một sứ giả đến các tỷ kheo ở trên bờ sông Wagumuda và nói: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả, bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một tỷ kheo, sau khi đến nói với tỷ kheo ấy: hãy đi này hiền giả, hãy đi đến các tỷ kheo ở trên bờ sông Wagumuda. Sau khi đến nói với các tỷ kheo ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng hiền giả. Vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda như một người lực sĩ duỗi. Con đọc hết rồi ạ. Dạ con xin đọc xuống mấy con mời một vị khác ạ. Dạ con đặt kính hành lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ đạo tràng có nghe thấy. Dạ vâng, cảm ơn xin các nguồn lọc này. Kính hành lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ con kính hành lễ thượng tọa Pháp Tân. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin đọc đoạn 3. Bậc đạo sư gọi các tôn giả, bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa vâng hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp và tỷ kheo ấy sau khi dọn dẹp sàng tọa, cầm y bác ví như một nhà lực sĩ co lại đang duỗi ra. Cũng vậy các tỷ kheo ấy biến mất ở bên bờ sông Wagumuda và hiện ra ở Đại Lâm tại nhà có nóc nhọn trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. An Na trên á, các tỷ kheo ấy suy nghĩ: này Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào? Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ: Thế Tôn này nay đang an trú trong loại an trú bất động. Rồi tất cả các tỷ kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. Rồi tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn canh một đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào Bá Tí Sam Mú Đá Tá Tú. Các tỷ kheo mới đến được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng lần thứ hai. Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến
Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả A Nan Đá khi đêm đã gần mãn, canh gần qua dạng đông, đã ló dạng. Đêm đã có bộ mặt hoan hỉ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh đã gần qua, dạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỉ, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Thế Tôn hãy chào đón các tỳ kheo mới đến, rồi Thế Tôn xuất khỏi định bảo Tôn giả A Nan Đá. Nếu người có hiểu biết, này A Nan Đá, ngươi sẽ không nói như vậy. Này A Nan Đá, ta và 500 tỳ kheo này đang nhập định bất động. Rồi Thế Tôn sau khi thuyết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Này ba, ai đã thắng gai dục, nắng a hại trói buộc, vị ấy đứng bất động như vững an trú. Vị tỳ kheo như vậy, lạc khổ không dao động. Dạ con kính cảm ơn chú Quắc Thà Ná đã bót bài ạ. Dạ con đã đọc xong. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý đạo hữu. Và bây giờ tự nhiên xin tiếp tục đọc bài kinh tiểu bộ. Cảm ơn Minh. Kinh tiểu bộ ý tí quốc ta cá kinh Phật tự thuyết. Chương 3 Phẩm Ananda. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chetawana trong khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỳ kheo do Yasocha cầm đầu đã đến Sawatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các tỳ kheo sở tại, sắp đặt sàn tọa, sửa soạn y bát, Patissamayamana gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này là gì? Như Tôn giả Ananda, này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giật cá. Mắt trăm quý lục bá. Bạch Thế Tôn, có 500 tỳ kheo này, cầm đầu là Giác Sô Chá, đã đến Sawatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này Ananda, hãy nhân danh ta nói với các tỳ kheo ấy, bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến nói với các tỳ kheo ấy, bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy đang ngồi một bên, này các tỳ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giật cá. Tôn giả Giác Sô Chá bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, có 500 tỳ kheo này đã đến Sawatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến này gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỳ kheo, hãy đi đi, ta đuổi các ngươi. Banna Nemi, các ngươi không xứng đáng được sống gần ta. Dạ, đã hết đồng một. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Huynh Quách Thanh Á. Dạ, kính mời Huynh ạ. Sa thu lần thầy của tôi nữ tề duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng.
Chính đại lễ chư đại đức tăng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc tiếp đoạn 2. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát đi đến dân chúng va chi để tiếp tục bộ hành giữa dân chúng va chi, rồi đi đến con sông Vắc Ga Muda. Sau khi đến dựng lên chòi lá trên sông Vắc Ga Muda, an cư mùa mưa tại chỗ ấy. Rồi tôn giả Yasocha sửa soạn an cư, bảo các tỳ kheo: thưa các hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng pháp. Chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo vâng đáp tôn giả Yasocha. Rồi các tỳ kheo ấy sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và trong thời gian an cư tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn sau khi ở Savatthi cho đến khi vừa y liều bộ hành đi đến Vesali, tiếp tục bộ hành đến Vesali. Tại đấy Thế Tôn trú ở Đại Lâm tại ngôi nhà có nắp nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm ý của mình tác ý đến tâm các tỳ kheo ở bên bờ sông Vắc Ga Muda, gọi tôn giả Ananda như có hào quang: này Ananda, là phương ý như có ánh sáng; này Ananda, là phương này. Tại phương ấy các tỳ kheo đang sống trên bờ sông Vắc Ga Muda là không nhàm chán. Appatikukkasi, cho ta đều nếu được đi và tác ý đến phương ấy. Này Ananda, hãy giữ một sứ giả, hãy gửi một sứ giả đến các tỳ kheo ở bên bờ sông Vắc Ga Muda và nói: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một tỳ kheo, sau khi đến nói với tỳ kheo ấy: hãy đi này hiền giả, hãy đi đến các tỳ kheo ở trên bờ sông Vắc Ga Muda. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng hiền giả. Vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn giả Ananda, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay đã co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở nơi ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm, và hiện ra trước mắt các tỳ kheo trên bờ sông Vắc Ga Muda. Rồi tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo ở trên bờ sông Vắc Ga Muda. Dạ, hết đoạn 2, không biết cô tu nữ Như Pháp có tiếp tục hay sao ạ? Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Hoa Thanh Á. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên. Cảm ơn Quang Thành cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Dạ, con xin được đọc đoạn 3. Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp vị tỳ kheo ấy sau khi dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát ví như một nhà lực sĩ, vân vân, co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, các tỳ kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Vắc Ga Muda và hiện ra ở Đại Lâm, tại nhà có nóc nhọn trước mặt Thế Tôn. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. Anan chê ná, các tỳ kheo ấy suy nghĩ: nay Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào? Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ: Thế Tôn nay đang an trú trong loại an trú bất động. Rồi các tỳ kheo đời tất cả các tu ấy ngồi xuống trong định bất động. Rồi tôn giả Ananda
khi đêm đã gần mãn, canh đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón. Batisammo Datu. Này các tỳ kheo mới đến. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỳ kheo mới đến. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỷ, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu, vân vân. Thế chào đón các tỳ kheo mới đến. Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy, bảo Tôn giả Ananda, nếu người có hiểu biết, này Ananda, ngươi sẽ không nói như vậy. Này Ananda, ta và 500 tỳ kheo này tất cả đang nhập định bất động. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai đã thắng gai dục, nắng hại, trói buộc, vì ấy đứng bất động như núi vững an trú. Vì tỳ kheo như vậy, lạc khổ không dao động. Và đoạn 3 cũng đã hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng, sa thú lành thai như pháp, kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên và quý đạo hữu, anh em, anh chị em đã hoan hỷ nên ôn bài tiểu bộ kinh bài 3, và bây giờ thì cũng đã lối dục bài mới. Con xin thay mặt dạ Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tòa pháp thân giảng giải bài học ngày hôm nay, bài 4 và bài 5 La Mã của kinh Tiểu Bộ. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được để hương vị hữu dư niết bàn.
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 3 4 15 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng tâm mà những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp đại đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, sa thú Như Pháp kính cảm ơn Vinh Quách Tha Ná đã cho bài học. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và trước khi con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh ạ. Kinh Tiểu Bộ Y Chí Vút Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nanh Đá, bài 4, La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí tại Chê Tá Quá Ná, ngôi vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Rồi sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Như ngọn núi bằng đá, không động khéo an trú, cũng vậy vị tỳ kheo đoạn diệt được ngu si. Như ngọn núi bằng đá, không có bị dao động. Tại năm La Mã, như vậy tôi nghe, một thời Tôn trú ở Sa Quá Thí tại Chê Tá Quá Ná, ngôi vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Maha Mốc Gát La Ná ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nội tâm khéo an trú, thân hành niệm. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Mốc Ga La Ná. Maha Mốc Ga La Ná ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nội tâm an trú, thân hành niệm. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Thân hành niệm, an lập, sáu xúc xứ chế ngự, tỳ kheo thường thiền định tự chứng tri niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản kinh chánh kinh đến nay đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng đi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiêu hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ thần Đức Tam Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Pháp Môn Bà Cai cũng như là cô tu nữ Như Pháp cho biết ngã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay thì chúng ta học hai bài. Vì hai bài hôm nay đó nó có liên quan với nhau ở trong phương pháp tu tập, đặc biệt là thiền của một cái vị hành giả tu ở trong Phật giáo. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ Tôn Tắc Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Aphiwa Đề Mí. Dứt tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa khá tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nạc ma sa mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền đến để chứng ngộ. Subhati bano phá gá quá tô sa quá ca sang cô sang căng nạc ma sa mí. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm
là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài đầu tiên ở trong cái bài số 4 La Mã này đó, thì cái duyên sự là Đức Thế Tôn ngài tự ở tại Chitawana, Sawatthi. Lời lúc đó đó thì tôn giả Sariputta đó ngồi không xa Đức Thế Tôn, rồi lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thì tôn giả Sariputta đó, bởi vì ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, rồi sau khi biết ý nghĩa đó đó, thì ngài nói lên cái lời cảm hứng. Trước tiên đó là ở đây đó là cái thể thơ, thể kệ. Ngài nói rằng như núi bằng đá, ngọn núi bằng đá, không động khéo an trú. Cũng vậy vị tỷ kheo đoạn diệt được ngu si như ngọn núi bằng đá, không có bị dao động. Để làm rõ vấn đề này đó thì cái chữ mà đặt niệm trước mặt đó quý vị, đặt niệm trước mặt, sự thật ra ở đây đó là một cái từ gọi là chánh niệm ở trong cái cụ thể hơn đó, đó là mình đặt niệm trước một hơi thở. Tùy theo, giống như là mình có chánh niệm ở trong cái đời sống của mình. Như quý vị biết rằng khi nói đến cái từ chánh niệm ở đây đó, thì xin thưa quý vị, đó là một trong những cái từ gọi là sati. Sati, sati ở đây có nghĩa là sự ghi nhận hay sự ghi nhớ. Ghi nhớ này đó không phải là ghi nhớ do tưởng. Tưởng tức là cái gì mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng suy nghĩ tới. Bây giờ chúng ta nghĩ đến những điều đó, chúng ta nghe đến những cái lời, cái âm thanh đó, hoặc chúng ta thấy cái vật đó, thì cái đó nó thuộc về tưởng. Nhưng mà cái ghi nhớ ở đây đó là nhớ những cái đang diễn ra. Ví dụ như mình có chánh niệm thì mình mới có thể ghi nhận những cái đang diễn ra. Thường đó thì trong kinh, ngày Xá Lợi Phất ngày có dạy như thế này nè. Ngày nói là sa tí sa pa chân nhá y mê đuê tham mát Bahukara. Chánh niệm và tỉnh giác là hai pháp có nhiều tác dụng. Có nhiều tác dụng. Thì bây giờ chúng tôi xin thưa quý vị là cái từ mà gọi là niệm ở đây, đặc biệt là chánh niệm đó, là mình ghi những cái đang diễn ra của thân và tâm mình. Trong đó có cái đặc niệm về hơi thở. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng nhiều khi mình các vị thiền sư người ta thường dạy cho mình, các vị thường dạy cho mình hít hơi vô thở vô hoặc là thở hơi thở ra, mình biết rõ, mình ghi nhận như vậy. Ghi nhận, ghi nhớ đó là chánh niệm, mà biết rõ những cái đang diễn biến đó là tỉnh giác. Cho nên hai cái pháp này nó có cái sự liên quan với nhau. Khi ví dụ như quý vị biết rằng là thường ở trong cái bài kinh Đại Kinh Niệm Xứ đó, thì chúng ta thường nghe ở trong chánh kinh đó, thì Phật dạy là gì? Vị tỳ kheo đi đến ngôi nhà trống, đứng cội cây, rồi lưng thẳng, mặt đặt niệm,
trước mặt đặt niệm. Có nghĩa là đặt niệm, trước mặt đặt niệm có nghĩa là mình đang theo dõi cái đề mục mà mình đang theo dõi. Đặc biệt là một người tu tập cần phải có chánh niệm. Cần phải có chánh niệm, chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy thì ở đây đó, cái câu chuyện mà chúng ta được nói đến đó là Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta tức là một trong hai vị thường thủ thinh văn của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất á, ngài Sariputta tức là Tôn giả Xá Lợi Phất đó, thì ngài được xem như là một bậc đại trí tuệ, đại trí tuệ. Nhưng mà rồi đó thì ở đây đó cái gọi là đặt niệm trước mặt, tức là đặt cái chánh niệm và tỉnh giác vào ở trong cái đề mục mà mình cái việc mình theo dõi. Như vậy thì khi mà tâm được an tịnh á, tâm được an tịnh thì cái chuyện mà nói rằng nó không có bị dao động như một hòn núi đá, hay là khéo an trú không dao động, khéo an trú cái hòn núi đá, tức là nó vững như là một cái hòn núi mà chúng ta biết rằng, ví dụ như là gió nó thổi thì cái vật này vật kia nó có thể bay đi, nó có thể cây nó có thể trốc cất, rồi đá nó có thể lăn, nhưng nguyên một cái hòn núi đá như vậy thì nó sẽ trụ vững, nó không bao giờ dao động. Ý muốn nói đến một bậc mà đã có một cái nội tâm an tịnh như vậy, định tĩnh như vậy đó, tuyệt đối như vậy đó, thì không có một cái chi là làm cho các ngài phải bị dao động, dao động. Và ở đây cũng nói rằng là một vị mà đoạn tuyệt được cái sự ngu si, đoạn diệt được cái sự ngu si. Ở đây là si mê, quý vị. Sự ngu si ở đây là si mê, mà tâm không dao động là ở đây là do có đoạn tuyệt được cái sự si mê á, tức là có trí tuệ, cái trí tuệ. Mà tuệ ở đây đó là chỉ cho cái tuệ đạo quả của một bậc thánh. Tuệ ở đây là chỉ cho cái đạo quả, cái tuệ, tuệ đạo đó, đạo tuệ đó, tức là cái trí tuệ. Nói nếu nói trong Di Diệu Pháp đó, đó là cái trí tuệ ở trong tâm đạo, trí tuệ trong tâm đạo. Và cái tuệ đạo này tức là chúng ta biết rằng có thể nói rằng cái trí tuệ này đó, tức là nó có cái khả năng để mà cắt đứt những cái phiền não, rồi đoạn tận những cái phiền não. Cho nên là khi mà được gọi là đoạn trừ cái sự ngu si, tức là cái sự si mê ở đây đó, thì cái tâm của những vị đó không có dao động. Chúng ta nghe mô tả ở trong kinh như thế này nè, khi mà Đức Thế Tôn hoặc là các vị thánh, đặc biệt là các vị an trú một cái nội tâm an tịnh, thì dù nguyên một cái cổ, có một cái câu chuyện là nguyên một cái đoàn xe thương buôn đó, họ đi qua một cái con suối, tức là mình biết rằng nguyên một đoàn như vậy thì cái tiếng bánh xe, tiếng chân bò mà nó kéo, đoàn xe bò mà nó đi kéo, đi ngoan qua dòng suối, thỉnh giao lên cái tiếng động. Mà cái vị đó an tọa, an tịnh, an tọa ngay chỗ cái dần cái dòng suối đó. Các vị không hay, không biết gì hết. Bởi vì cái tâm của các ngài đã đạt được một cái sự an tịnh tuyệt đối. Nếu như một người bình thường đó, thì chúng ta biết rằng một cái tiếng động nhỏ là mình đã nghe rồi, huống chi là chúng ta thấy rằng đó là một cái sự nguyên một đoàn xe bò thương buôn đi ngang qua con suối, cả tiếng chân bò, cả tiếng xe, rồi tiếng người vân vân, thì làm sao không có cái sự mà hay biết được, không hay biết được. Nhưng mà đối với các cái bậc mà có một cái tâm an tịnh tuyệt đối rồi đó, thì không có bị cái sự dao động đó. Và chúng ta hiểu một điều đó ở đây đó, trong Phật giáo chúng ta thấy một điều đó là Phật nói là giới năng sanh định, chư tổ nói là
giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Và cái con đường tu tập mà hướng đến đạo lộ giải thoát thì không thể nào mà không có ba cái nền tảng đó. Tức là phải có giới, rồi phải có định. Định được an tịnh thì tuệ mới phát sanh. Như vậy thì cái sự đặc niệm, thí dụ như là bây giờ mình nói mình tu tập đây, là mình tu tập của một cái người phàm phu. Còn đối với bậc thánh á, thì các ngài do cái sự an tịnh một cách tuyệt đối như vậy đó, thì tuệ, đạo tuệ sanh khởi lên để cắt đứt cái phiền não, đoạn trừ cái phiền não. Cho nên các ngài không có bị cái sự mà chướng ngại của phiền não nữa. Đó là cái sự si mê, hay nói một cách khác, tức là vô minh. Bây giờ chúng ta qua cái bài thứ 5 ở đây đó, thì lại đến ngài Mục Kiền Liên, Mokgan Lana, cũng ở tại Chetavana đề cập đến. Thì cái từ ở đây chúng ta nghe nè, an trú thân hành niệm. An trú thân hành niệm. Cái từ này đó thì xin thưa quý vị, cũng ở trong kinh Pháp Số, xin lỗi, ở trong kinh Thập Thượng, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy là ca giá gata sati sa ta sa ha gata ajang eco tham mô phát quê tập bồ. Có nghĩa là gì? Thân hành niệm câu hữu hỷ, đây là một pháp cần phải tu tập. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cái chữ mà gọi là thân hành niệm ở đây. Cái chữ mà thân ở đây đó là bản thân của cái từ Bali, đó là cái từ kaya. Kaya ở đây đó là chúng ta hiểu đó là thân thể này, 32 thể trược này, thân thể này. Như vậy thì cái thân của chúng ta cao đó, chúng ta biết là từ đầu đuối đến chân, rồi tay đó, hai tứ chi của chúng ta là hai tay hai chân đó, thì đó là hiểu là thân. Chữ thân là như vậy, thấy không? Nhưng mà chữ thân ở đây chúng ta còn hiểu một điều, đó là nó là một cái gì, nó gọi chung đó là 32 thể trược. Hai chữ ca giá ở đây đó còn được biết đó là một nhóm, một khối, một chùm, một nhóm. Nó không phải là nó ngũ quẩn, nhưng là một nhóm, một khối, cái gì nữa, nó cái số nhiều nó gom lại đó, thì đó được gọi là ca giá. Như vậy thân của mình nè, thân của mình nó có nhiều thành phần, giống như là cũng ở trong cái kinh Na Tiên á, thì lúc bấy giờ vua Milanda hỏi tôn giả Na Tiên rằng là ngài đi đến đây bằng gì đó, rồi là có phải gọi ngài là Na Tiên, Na Tiên là gì, thì ngài nói là đó là định danh thôi, định danh thôi, nhưng mà gom hết tất cả những điều đó lợi đó thì được gọi là Na Tiên. Thì ở đây đó, ngài Na Tiên ngài ví dụ nè, cái bánh xe đó, nó không phải là chiếc xe, cái cầm xe nó cũng không phải là gọi là chiếc xe, cái thùng xe nó cũng không phải gọi là chiếc xe, xe bò đó, cái thùng xe nó không phải là xe, chiếc xe, mà cái bánh xe nó cũng không phải là chiếc xe, cái ví xe nó cũng không phải là chiếc xe, mà gom hết tất cả các thứ đó được gọi là xe. Như vậy thì ở đây được gọi là thân á, chữ ca giá ở đây đó là nhóm, là khối, nó gom lại. Như vậy là 32 thể trượng. 32 thể trượng. Thân hành niệm là gì? Xin thưa quý vị, đó là chữ thân hành niệm đây đó là niệm về thân của mình. Mà thân mà chúng tôi đã giải thích đó, đó là nhóm, là khối, là chùm. Nói cho cụ thể hơn, đó là 32 thể trượng. 32 thể trượng là lần lượt thì chúng tôi sẽ giải thích 32 thể trượng đó là như thế này. Chúng tôi sẽ nói sơ qua để vì sao mà mình phải quán tu. Ở trong sứ giải gọi đó là có tất cả là
là 6-7 nhóm là 7 nhóm. Mà nhóm đó, đó, như chúng tôi đã nói đó, xin lỗi quý vị, 6 nhóm tất cả. Thì 6 nhóm đó, đó là gì? Cái nhóm thứ nhất đó là tóc, lông, móng, răng, da. Đó là một nhóm. Nhóm thứ hai đó là thịt, gân, xương, tỷ, thận. Nhóm thứ ba đó là tim, gan, bầy nhầy. Bầy nhầy ở đây chúng ta hiểu là nó ở trong cơ thể của mình là những cái lớp màng mỡ hay là lớp bao gì đó ở trong 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 ruột của mình, trong 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 cơ thể của mình đó. Rồi dạ dày, bao tử đó, rồi phổi. Cái nhóm thứ tư đó là gì? Ruột già, ruột non, phẫn, ốc, vật thực, vân vân. Rồi nhóm thứ năm á, ở đây đó là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ. Rồi là nhóm thứ sáu ở đây đó là nước mắt, mỡ lỏng, nước nước miếng, nước bọt đó, ta gọi nước bọt. Rồi nước nhớt, nước tiểu, vân vân. Thì cái đó, đó gọi chung đó là 12 thị trực. 32 thị trực. Vì sao Phật dạy chúng ta đó là phải quán 32 thị trực? Quý vị biết rằng cái thân hành niệm này đó để làm chi? Cái việc chính đó, để cho một cái vị hành giả làm sao thấy được cái thân bất tịnh của chính mình. Cái thân bất tịnh của chính mình. Để rồi mình sẽ có một cái tâm nhàm chán. Cái nhàm chán. Thì chúng ta thấy nè, trong cái việc mà mình tu tập á, nó ngoài cái việc mà thứ nhất á, là việc về bằng cái lời nói. Thí dụ như khi chúng ta nói đây mật, đây là máu, đây là mũ, đây là bao tử, đây là ruột non, ruột già, cái đó là mình nói bằng lời nói. Nhưng mà khi mà tâm của mình nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến những cái ruột non nó sao, ruột già nó sao, chắc có lẽ là ai cũng biết rồi. Ai cũng biết ít nhiều qua hình ảnh, rồi qua cái này cái kia, chúng ta nhìn ở trong y pha chúng ta cũng biết đó. Rồi cái điều nữa đó là mình phải quan sát bằng màu sắc. Trong cơ thể mình vậy chứ rồi nó có nhiều cái màu sắc khác nhau. Chúng tôi nhớ rằng là năm 90 91 92 đó, lúc bấy giờ chúng tôi có ở tu ở tại chùa Bù Đức ấy, mà của ngài hòa thượng Giác Chánh ấy. Thì quý vị biết rằng nó là có cái hình ảnh của một cái người đàn ông Thái Lan chết, rồi vừa chết cho nên là người ta mổ ra, rồi chư tăng phải đứng ở đó quán tưởng. Chư tăng đứng quán tưởng, tức là y bác sĩ còn đứng đó mà mổ ra. Thì bắt đầu là xẻ cái cơ thể ở trong cái lồng ngực nè, rồi xuống cái bụng nè, thì mình mới thấy rằng là lớp da ha, nó bao bọc, rồi sẽ tới lớp mỡ, rồi lớp thịt gì đó, rồi lần lượt rồi đi đến xương, thì mình thấy ngũ tạng ở trong đó hết, tim, gan, tỳ, phế, thận mình thấy hết. Nhưng mà để chi? Cái điều này không phải là ngày nay. Mà thật sự ngày xưa Phật dạy cho mình là cái cách tu quán về 32 thể trực đấy. Để chi? Mình thấy rằng cái trong kinh mô tả đó là nhiều khi đó là cái cơ thể của mình, dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ, thì nó được bao bọc bởi cái lớp da. Bởi cái lớp da. Nếu mà chúng ta bỏ cái lớp da đó ra thì chúng ta thấy rất là đáng nhầm gốm. Đáng nhầm gốm. Và Đức Phật dạy cho chúng ta đó là cần phải quán sát như vậy, quán tưởng như vậy, quán tưởng như vậy. Thì cái chuyện mà niệm ở đây á, là chúng tôi nói á, cái ý ngoài cái việc lời nói, ý tưởng, rồi màu sắc của trong các cơ thể của chúng ta, các bộ phận trong cơ thể của chúng ta, thì nó còn có hình dáng. Ví dụ như ruột non á, thì nó nhỏ nhưng mà nó cũng quằn quèo, nhưng mà ruột già thì nó to, nó cũng quằn quèo, thì nó tùy theo cái hình dáng. Hoặc là trái tim nó hình sao, rồi là phổi hình sao,
rồi dạ dày hình sao, gan hình sao, mật hình sao, thì cái đó là nói về cái hình dáng của nó, hình dáng của nó. Rồi mình quán xét bằng những cái phương hướng để rồi chúng ta biết cái vị trí trong cơ thể của mình. Cái trong cơ thể của mình mật máu một mà nãy chúng tôi nêu về 32 thị trường đó, 32 thị trường. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói rằng cái chữ mà gọi là nội tâm khéo an trú thân hành niệm, đó là niệm về thân, mà chúng tôi trích cái câu mà ở trong cái lời dạy của ngài Xá Lợi Phất, ngài dạy ở trong kinh Thập Thượng, đó là gì? Kayagata sati sahagata gata ayang ekothammo phawe tappo, tức là thân hành niệm câu hữu hỷ, đây là một pháp cần phải tu tập. Chúng tôi lặp lại cái câu mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy vậy. Như thế nào? Quý vị biết rằng nó là không phải là đương không mà Phật dạy cho mình là phải niệm như vậy đâu, không phải. Bởi vì trong cái thâm tâm, trong cái thâm tâm của mình á, thì luôn luôn có một cái sự ái luyến đối với tự thân mình. Chúng ta cho rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, vân vân. Sự thật ra cái thân này đó là nó không là gì hết, nó không là gì hết. Nó là sự tổng hợp mà, nó là sự tổng hợp. Bởi vì nếu mà người ta thường nói cái câu ngang cửa miệng đó, đó là thân tứ đại. Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Nếu chúng ta phân tích ra kỹ thì nó là 32 thể lận. Từ nãy chúng tôi đã nói đó là tóc, rong, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, ruột non, ruột già, rồi phẫn vật thực thì vân vân, thì tất cả những cái điều đó nó nằm ở trong cơ thể của mình. Như vậy Phật dạy cho mình là cần phải quán cái sự bất tịnh đó, quán cái sự bất tịnh. Chúng tôi quay lại cái câu chuyện của ở trong Thanh Tịnh Đạo. Cái vị có một vị tỳ kheo đi từ đoạn đường khất thực của mình trở về đó, thì lúc bấy giờ có một cái người phụ nữ, tức là một thiếu phụ, một thiếu phụ còn trẻ, cho nên là gặp một đi đối diện khi mà vị tỳ kheo này đi trở về, thì cái cô thiếu phụ đó đi ngược lại thấy cái vị tỳ kheo này, thì vị tỳ kheo này đó, thì cái người phụ nữ này, cái người thiếu phụ này đó mới nhìn và mỉm cười, cười với cái vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này thì đang nhập cái đề mục, đang tu tập cái đề mục thuần thục trong cái đề mục mà mình đang tu, đó là đề mục niệm quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh. Thì lúc bấy giờ đó là vị tỳ kheo này là thấy cái người phụ nữ này đó cười như vậy, thì có nghĩa là nguyên một cái hàm xương sọ và cái răng của mình nó hiện ra, nó hiện ra. Thì chúng ta thấy rằng nó là giống như là bà hoàng hậu Khê Ma, chúng tôi nhớ không biết là hoàng hậu Khê Ma là hoàng hậu gì, mà khi mà bà thì là ưa quý cái thân của mình lắm, nghĩ mình là một cái một hoàng hậu rất là đẹp, sắc nước hương trời, vân vân. Thì khi mà bà không muốn ra đảnh lễ Đức Phật, mặc dù là đức vua thì rất là kính quý Đức Phật, nhưng mà bà thì cái suy nghĩ của bà đó là không muốn ra để đảnh lễ Đức Phật. Thì quý vị biết rằng là khi mà bà chịu, sau này vua thuyết phục biết thì bà mới xin lỗi. Thì lúc đó đó Đức Phật này dùng cái thần thông, dùng thần thông từ một cái hình ảnh của một cái người phụ nữ mà còn tuổi trẻ đôi mươi, rồi cho đến một cái người phụ nữ lần lượt thì bước sang cái tuổi trung niên, rồi lần lượt bước sang cái tuổi lão niên. Thì khi mà Đức Phật biết như vậy đó, quá hiện thần thông như vậy để chi? Để tự chính bản thân của bà nhìn thấy rằng đúng là cái thân này là thân bất tịnh, thân này rồi đây nó cũng sẽ già nua thôi, sẽ già nua. Từ đó bà mới
bỏ cái bản ngã của mình xuống, bà mới nghe pháp, bà mới có thể là tu tập giác ngộ được, giác ngộ được. Cho nên á, chính cái điều mà chúng tôi nhớ lại ở trong công trình Trung Bộ, trong kinh Trung Bộ, Đức Phật ngài nói về về ngũ dục á, thì Đức Phật ngài nói như thế này: ngũ dục á, nó có cái vị ngọt của nó, nó có vị ngọt của nó, nó có vị ngọt của nó là sao? Là rõ ràng là trong sắc tư nương vị xúc đó, nó có những cái sự sự đắm nhiễm của nó, cái sự say mê của nó. Và trong mắt thì nhìn thấy cảnh sắc đẹp, trong tai thì nghe âm thanh hay, đối với mũi thì ngửi mùi thơm, đối với lưỡi thì nếm cảnh vị, đối với thân thì xúc chạm êm ấm. Như vậy thì trong ngũ dục á, hoàn toàn là nó vẫn có cái vị ngọt của nó, nó có cái vị ngọt của nó. Vị ngọt là sao? Là chúng ta còn trẻ đó, thì rõ ràng là tóc chúng ta đen, thấy không? Mắt chúng ta sáng, lưng chúng ta thẳng, da chúng ta căng tròn, da chúng ta căng tròn, rồi là chân tay chúng ta mạnh dạng. Nói chung là những cái hoạt động của chúng ta là ở cái tuổi trẻ trung, cái tuổi trẻ trung. Chứ vậy thì thấy cái trẻ trung đó đó, thì nó là có cái vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó. Thì khi mà người ta đi tìm để thụ hưởng những cái thứ đó, thì nó vẫn có những sự hấp dẫn chứ. Nó có những sự hấp dẫn, hấp dẫn cho nên người ta đam mê, người ta đam mê, rồi người ta vẫn thích thú, người ta có đam mê, người ta thích thú. Cho nên ở đây Đức Phật ngài nói rằng trong ngũ dục nó có cái vị ngọt của nó, nó có cái vị ngọt của nó. Và ngài nói cái khía cạnh thứ hai nữa, đó là gì? Trong ngũ dục nó có cái sự nguy hiểm của nó. Cái điều này rất là quan trọng. Thường là người ta chỉ thấy vị ngọt, chứ người ta không thấy được cái sự nguy hiểm. Và người ta không thấy được, càng lại không thấy được cái sự xuất ly của nó. Thì Đức Phật ngài nói là có cái sự nguy hiểm là sao? Cái thân của mình ấy, thì sự thật ra là chúng ta biết rằng, để mà chúng ta nói theo một cái từ phổ thông nhất, là thông thường nhất đó, phổ thông nhất đó, là khi nào mà chúng ta già thì mấy mươi tuổi đó, năm 60, 70 tuổi người ta gọi là già. Thì để mà cái giai đoạn mà từ ở lúc chúng ta là tuổi đôi mươi, tuổi trăng tròn, tuổi đôi mươi, cho đến chúng ta bước sang cái tuổi trung niên, và cho đến chúng ta bước sang cái tuổi lão niên đó, thì chúng ta đang già. Nói theo một cái nghĩa, nói theo một cái nghĩa gọi là chân đế đó, thì chúng ta đang già theo từng khoảng khắc. Bởi vì cả thân và tâm của chúng ta đang sanh diệt, rồi đang biến hoại và đang già dần. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra chúng ta đang già, thì cái đó là trong cái nghĩa nghĩ, cái suy nghĩ thông thường. Nhưng mà sự thật ra là trong chúng ta đang già trong từng phản khắc, trong từng phản khắc. Có nghĩa là thân và tâm của chúng ta sanh diệt liên tục như vậy, sanh diệt liên tục. Cho nên nếu một người thấy được cái sự nguy hiểm như vậy đó, chúng ta càng nhàm chán, càng đáng sợ, càng đáng sợ. Và thật sự ra trong cuộc sống này đó, chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái việc mà trong cái cuộc sống này chúng ta có nhiều cái việc để mà tạo nên cái sự mưu sinh cho cuộc sống này. Rồi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cái người có thì có cái khổ của cái người có, và cái người không có thì có cái khổ của người không có. Nhưng mà thực tế là thực tế, thực tế là thực tế. Cho nên ở đây đó, các vị mình thấy đó là cái người mà không có thì khổ theo cái kiểu của người không có. Ở đây chúng tôi muốn nói là khi mà mình không có về vật chất ấy, thì mình lại bị khổ. Nhưng mà mình có thì mình phải gìn giữ bảo vệ, còn mình không có thì mình phải bươn chải. Nhiều khi đó là mình phải phải gọi là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hay hoặc là ông Như Hậu nói cái câu như thế này nè: gót danh lợi bùng hoa sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Ví dụ như vậy thì người ta vì muốn sinh cho cuộc sống thì người ta có thể nhiều cái, và biết bao nhiêu cái tai nạn, biết bao nhiêu cái sự đe dọa do cái mạng sống này, rồi bệnh tật nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào nha.
nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Thì Đức Phật Ngài nói đó, cái điều đó là sự nguy hiểm của ngũ dục đó. Sự nguy hiểm của ngũ dục đó. Cho nên rồi chúng ta rồi, bây giờ chúng ta, tóc chúng ta đang đen nè, chúng ta là tuổi trẻ nè, mắt chúng ta sáng nè, thấy không? Rồi tai, da chúng ta căng mịn nè, thấy không? Rồi lưng chúng ta thẳng nè, thấy không? Chân cẳng chúng ta mạnh dạn bước đi thoăn thoắt, vân vân. Nhưng mà về già thì chân nó lụm cụm, lưng bắt đầu là còng, mắt chúng ta bắt đầu mờ, tóc chúng ta bạc, rồi răng chúng ta bắt đầu rụng, vân vân. Đó là biểu hiện của sự già. Mà Đức Phật Ngài nói đó là sự nguy hiểm của ngũ dục. Cái khía cạnh thứ ba mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó là gì? Đức Phật Ngài nói đó là sự xuất ly đối với ngũ dục. Làm sao chúng ta thấy được cái bản chất thật của nó, để rồi tâm của mình đừng đắm nhiễm. Bởi vì hiểu trong một cái cách nào đó, niệm thân này có nghĩa là Kayagata Sati Sahagata Sahagata Ajan Eko Thammo Phawe Tappo. Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy vậy. Có nghĩa là thân hành niệm câu hữu hỷ Sata Sahagata, có nghĩa là câu hữu hỷ. Thân hành niệm phải câu hữu hỷ. Thì đến lúc nào đó, đến một mức độ nào đó, thì xin thưa quý vị, cái niệm thân này nó mang đến an tịnh nội tâm. Cái an tịnh nội tâm mà mình nói trong cái đề mục á, thì cái niệm thân hành niệm nó chỉ đạt đến cận định thôi, chứ nó không mang đến căn kiên cố định. Nhưng mà chính cái định này đó, nó làm nền tảng cho một cái đời sống tu tập của một vị thánh giả. Thường đó là mình hay phân ra, có những người họ phân ra rạch rồi, rạch rồi, ở đây là thiền định nè, hay hoặc ở đây là thiền chỉ nè, đây là thiền quán, đây là thiền tệ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là như thế này. Định và tuệ đó là hai pháp hỗ tương cho nhau. Hai cái điều, hai pháp đó nó hỗ tương cho nhau. Cho nên là khi mà trong tuệ á, thì chắc chắn cũng phải có định ở trong, tuệ mới sanh. Nhưng mà trong định á, thì chắc chắn phải có tuệ. Chắc chắn phải có tuệ. Thì trước tiên chúng tôi nói mình niệm ở đây đó là gì? Xin thưa quý vị, trước tiên niệm ở đây đó là mình đặt niệm trên cái thân này, trong 32 thể trược này, mà ở đây đó là sở hữu niệm, nếu nói trong Di Diệu Pháp, sở hữu niệm ở trong những cái tâm đại thiện của chính mình. Chúng ta thấy nè, cái niệm này á là ở sở hữu niệm mà đặt ở trong cái tâm, ở trong tâm đại thiện, trong đại thiện. Lúc bấy giờ làm niệm căn, lúc bấy giờ làm niệm lực, lúc bấy giờ là niệm giác chi, lúc bấy giờ là chánh niệm trong bát chánh đạo, hay lúc bấy giờ niệm ở trong tứ niệm xứ, Như vậy thì gọi là chữ sati ở đây là niệm hay là ghi nhớ, mà đặc biệt là cái đối tượng để cho chúng ta ghi nhận, ghi nhớ, biết rõ như vậy đó là gì? Là 32 thể trược. Cái điều đó rất là quan trọng quý vị. Cho nên đến một lúc nào đó thì mình mới thấy rằng chính cái tấm thân này, giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng là gì? Đức Phật Ngài nói rằng con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, nhưng thật chẳng có chi, chính tấm thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp cái chi của mình. Cho nên là cái thân này nè, nó cũng là sự giả hợp, nó được hình thành và nó được gọi là bảo bọc ở trong một lớp da, mà trong kinh gọi ví dụ đó như là một cái túi đựng nhiều thứ ở trong. Khi mà chúng ta lột cái lớp da này ra thì nó là bất tịnh hết. Cho nên là sở dĩ mà phân tích ra thành nhiều nhóm như vậy, từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, ruột, non,
bài gan, mỏi ruột, vân vân. Để chi? Để chúng ta thấy rằng bất cứ một cái gì, một bộ phận nào, một khía cạnh nào ở trong cơ thể của mình cũng đều là bất tịnh. Để chi? Cái tâm của mình nó ly tham, nó biết nhàm chán. Nhưng mà cái đề mục của một cái người mà tu tập này ở mới ban đầu, khởi đầu, thì để cho đến thành tựu thì vị đó đạt được cái cận định. Từ cái cận định đó thì vị đó phát thêm, để đến một lúc đứng nào đó đạt được cái an chỉ tịnh, tức là đắc thiền đó, rồi sau đó là tuệ quán, để thấy rõ được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, của một cái vị hành giả thấy rõ, biết rõ như vậy. Như vậy thì ở đây cái gọi là cái bài kinh này đó, rồi Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái ý nghĩa thân hành niệm an lập. Thân hành niệm an lập, sáu xúc xứ chế ngự, tỳ kheo thường thiền định, tự chứng tri niết bàn. Bây giờ chúng tôi xin nói như thế này nè. Khi mà thân hành niệm của mình, tức là mình lúc nào cũng đặt niệm ở trong mọi cái chi phần của chúng tôi, chi phần ở trong 32 thể trược đó. Để chi? Chúng ta thấy rằng cái sự giả hợp của thân này, sự giả hợp của thân này thì nó kết hợp mà. Nó kết hợp mà. Mình thường nói chung là thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió, không? Hơi ấm trong cơ thể của mình là lửa. Cái gì mà cứng hoặc là mềm, tức là thịt hoặc là da xương gì đó, tóc lông gì đó, thì nó cũng là đất mà thôi, không? Rồi hơi thở của mình ra vào, vân vân, thì cái đó được gọi là gió. Còn hơi ấm trong cơ thể của mình là lửa. Rồi cái chất quến tụ trong cơ thể của mình, nước này kia đó, máu, mủ, máu, nước, nhờn, bọt, vân vân, các thứ đó được gọi là nước. Được gọi là nước. Nhưng mà rồi đó là để chi? Khi mà mình thấy rõ được cái sự đối với cái niệm thân này, nó trở thành một cái đề mục mà vị hành giả có luôn luôn có cái đặc niệm ở trong đó, tức là chánh niệm ghi nhận biết rõ, chánh niệm tỉnh giác ghi nhận biết rõ từng ở trong cơ thể của mình, ở trong các cái cơ thể của mình 32 thể trược này đó, thì từ đó mình mới có thể chế ngự được sáu xứ ở đây đó là chúng ta hiểu là sáu nội xứ. Xứ thì tới là 12 xứ, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ ở đây đó là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi và tâm. Thì sáu ngoại xứ ở đây đó là gì? Sáu ngoại xứ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chúng ta thường nghe định nghĩa ở trong diệu pháp sở khởi đó là tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Cái gì do tâm biết thì cái đó là cảnh. Cảnh đó là cảnh gì đó không biết. Cảnh gì đó. Thì giờ trong phạm vi của cái bài này đó thì chúng ta biết là sáu cảnh. Sáu cảnh. Như vậy thì ở đây đó là khi mà mình thấy được cái sự bất tịnh từ ở nơi các cái 32 thể trược trong cơ thể của mình, từ đó mình mới có thể nhàm chán, từ đó mình mới có thể ly tham, từ đó mình mới có thể tiếp tục tu tập tiếp tục nữa. Rồi đến khi nào mà mình đoạn trừ được tham thì mình đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự giải thoát mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tỷ kheo thường thiền định. Thiền định. Cho nên cái tâm của mình được an tịnh, được cái sự sanh diệt của thân và tâm, cái sự bất tịnh của 32 thể trược này trong cơ thể của mình. Nếu mà mình không thấy được cái sự bất tịnh, cho nên là mình vẫn có sự dính mắt nhiều lắm quý vị. Dính mắt cách này cách kia, không là tôi thì là của tôi, không của tôi thì cự tự ngã của tôi trong đó. Vì vậy cho nên ở đây đó
Đức Phật ngài mới nói đến cái tôn giả Moggallana, tức là tôn giả Một Kiền Liên đó, khéo an trú trong thân hành niệm. Để rồi để nói rằng là quý vị biết không, những vị đệ tử của Đức Phật đó, có những vị A-la-hán chỉ là chứng quả vị A-la-hán thôi, là do cái sát na định đó, các vị quán chiếu rồi tuệ quán sanh khởi lên, các vị đã chứng quả vị A-la-hán, chứ không có tu quá trình tu tập thiền, thiền chỉ hay thiền định gì hết đó. Cho nên là các vị không có thần thông. Nhưng mà có vị đó là tu thiền chỉ, thiền định, đắc thiền. Rồi các vị đó quán chiếu chứng quả vị A-la-hán. Thì vị đó, đó khi mà đức đắc thiền đó, đắc thiền mà đắc được tứ thiền trong sắc giới đó, nói theo kinh tạng đó, thì cái vị đó quán chiếu mà chứng quả vị A-la-hán, thì những vị đó sẽ có thần thông. Vừa chứng quả vị A-la-hán có thần thông, mà chúng ta được nghe như là ngày Một Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Không phải là chỉ có không có ngày Một Kiền, không phải chỉ có ngày Một Kiền Liên là có thần thông đâu, có nhiều vị A-la-hán vẫn có thần thông, nhưng mà ngày Một Kiền Liên á, được xem như là vị đệ nhất về thần thông trong các vị đại đệ tử của Đức Phật đó, thì ở đây là vị đệ nhất về thần thông. Mà do cái năng lực, do cái năng lực, cho nên là có những vị A-la-hán thì có tứ tuệ phân tích, có những vị A-la-hán thì chứng tam minh, có vị A-la-hán thì vừa chứng đắc được thiền định, rồi vừa chứng đắc được đạo quả. Mà trong kinh gọi đó là câu phần giải thoát, câu phần giải thoát. Thì ở đây đó, tức là cái vị đó an tịnh nội tâm, để rồi đó là trấn áp các cái triền cảm. Cái thứ hai nữa đó là vị ấy tuệ quán rồi chứng quả vị A-la-hán. Thì khi mà chứng quả vị A-la-hán mà do cái thiền định mang lại, thì vị đó thành tựu gọi là chứng đắc thiền định, mà vừa là chứng đắc được đạo quả. Thì trong kinh gọi đó câu phần giải thoát, gọi là câu phần giải thoát, tức là đạt được hai cái sự giải thoát. Đạt được hai sự giải thoát là gì? Là tâm giải thoát, tâm áp chế các cái triền cái không sanh khởi, và tuệ giải thoát sau khi năng định sanh khởi lên á, thì tuệ á, tức là cái trí tuệ của một bậc A-la-hán sanh khởi lên á, thì đoạn trừ những cái phiền não, vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não, cắt đứt những phiền não bằng cái tuệ quán, cho nên được gọi là tuệ giải thoát. Mà hai, một vị mà đạt được cái gọi là hai cái sự giải thoát như vậy, thì trong chánh kinh á, gọi là cái vị gọi là câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát có nghĩa là chê tô quyết mô tí và bay nha quy mô tí, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát là như vậy. Như vậy thì ở đây đó là trở lại với một cái ý nghĩa là như thế này. Phật dạy mình đó là an lập cái thân hành niệm này. Ví dụ như quý vị biết rằng mình nhìn vô trong cái cơ thể của mình, ngoài cái hình tướng màu sắc ra đó, thì cái tâm lời nói của mình cũng nói. Nhưng mà ở đây cái quan trọng là khi mà mình nhìn đến cái bộ phận nào, quán chiếu đến cái bộ phận nào, niệm đến, đặt niệm đến cái bộ phận nào ở trong cái 32 thể trược đó đó, thì chúng ta nên thấy được cái sự nhàm chán, cái sự bất tịnh của nó, để chúng ta ly tham và nhàm chán. Cái việc của chúng ta là như vậy. Chứ còn ở trong cái chính tự thân của mỗi người đó, thì rõ ràng với một người phàm phu thì dễ bị nịch ái lắm. Nịch ái ở đây là ái trói buộc, trói buộc. Nhưng mà mình mục đích là cái việc tu của ở trong cái đề mục của Đức Phật ngài dạy ở đây, hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất ngài dạy ở đây đó, thì chúng ta biết rằng đó là để làm sao, để chi cái tâm mình đạt được cái sự an tịnh và lắng dịu đi những cái triền cái, đoạn trừ đi những cái phiền não, thì vị đó mới thật sự là có được cái sự giải thoát ở trong đó. Như vậy thì chúng tôi trở lại cái câu mà gọi là thân hành niệm. Cái điều này rất là quan trọng quý vị. Thấy vậy đó,
mình thấy tưởng tượng ở thân này ai không biết nó là vậy rồi, nó là vậy rồi, nhưng mà để phân tích ra từng phần để rồi mình có cái nhàm chán ở trong mọi cái 32 thể trược này không phải là dễ. Nhưng mà cái người mà đạt được cái nhàm chán mới là thấy được cái sự do cái niệm chánh niệm của mình có đó, thì mình mới có thể là có được cái an tịnh từ nội tâm, mình mới có thể lần lượt ly tham được, mới giảm được cái sự nịch ái đối với tự thân, rồi mình mới có thể tiến tu được trong cái đường đạo, cái đường tu tập của chính mình. Đây là cái bài học mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất có giá trị ở trong cái đời sống thiền của mỗi người. Cái chữ ca giá ở đây chúng tôi được nói đến tức là cái nhóm, cái gom lại, cái nhóm, cái khối, hay nói cách khác tức là 32 thể. 32 thể mà nãy chúng tôi vừa thưa quý vị đó là như vậy. Thì qua hai cái bài học hôm nay đó mà chúng ta hiểu đó, cái điều thứ nhất là đặt niệm, tức là niệm ở chúng ta đặt ở đâu thì đó là đặt niệm, giống như cái người tụ quán vậy đó, đặt niệm ở đâu, hơi thở, hay là đặt niệm ở chỗ nào đó, hay hoặc là cảm thọ vân vân, thì cái đó được gọi là sự đặt niệm. Đặt niệm mới đoạn trừ được cái sự si mê vô minh. Rồi ở đây nói tới cái thân hành niệm, tức là niệm về quán chiếu, về niệm về 32 thể trược. Chữ niệm ở đây đó thì chúng tôi xin thưa quý vị đó là chữ sati. Sati ở đây là niệm, tức là ghi nhận, ghi nhớ sự thật ra để mà chúng ta miệt mài, chúng ta miệt mài, chúng ta liên tục ở trong cái chánh niệm đó, nó khó lắm, nó khó lắm. Nhưng mà đòi cái người tu của mình đó, là phải chánh niệm ghi nhận như vậy hoài đó, thì mình mới có thể là nhàm chán, mới có thể là ly tham được, mới có thể là từ từ dứt bỏ để mình tiến tu đạt được cái sự giải thoát an lạc trong tương lai. Đó là điều quan trọng. Cho nên cái tu ở trong Phật giáo đó nó không phải đâu xa, mà là tu ở trong chính tự thân, tự tâm của mình, ở trong cái người tu của mình. Ngoài cái việc giữ giới ra, tức là chúng ta ngăn ngừa những cái hành vi xấu của mình, để chi cái tâm mình dễ dàng có được cái sự an tịnh. Khi mà mình thiền tập vô trong đời sống hàng ngày thì cái tâm của mình nó dễ có được cái sự an tịnh. Và khi tâm mình được an tịnh thì cái trí tuệ của mình mới có thể thể phát sanh được, mới có thể sanh khởi để đoạn trừ được. Mà chúng tôi nói rồi, niệm ở đây tức là sở hữu niệm, nói trong gì dự pháp, sở hữu niệm ở trong tất các cái thiện, tâm đại thiện, đặc biệt là tâm đại thiện, mà càng hơn nữa đó là tâm đại thiện hợp trí. Thì ở trong tám tâm có bốn cái tâm tương ứng trí, bốn cái tâm tương ứng và hai cái tâm tương ứng thọ hỷ, đó là những cái tâm mà tương trí. Như vậy thì mình đặt niệm lâu trí tuệ mình mới có thể sanh khởi được chứ. Và cái trí tuệ là một công cụ tốt nhất để giúp mình đoạn trừ phiền não. Ở đây đang nói cái giai đoạn tu tập. Còn giai đoạn mà tu chứng của một vị thánh giả đó, một bậc thánh giả đó, thì chúng ta nói đến là ở chánh niệm hay là trí tuệ ở trong tâm siêu thế rồi. Ở trong tâm siêu thế, tâm của hậu hoặc là tâm quả. Tâm đạo là để cắt đứt đoạn trừ những phiền não. Tâm quả là tâm an lọc của một bậc thánh quả, như vậy thôi. An lọc ở trong đời sống của một bậc thánh quả là như vậy. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến hai cái bài học hôm nay, vì nó có ý nghĩa liên quan với nhau, cho nên chúng tôi gom lại để giảng chung luôn. Mong rằng quý vị nghe được cái lời này thì trở thành một cái bài học cho mình. Sao Phật dạy vậy? Vì sao Ngài Xá Lợi Phất dạy vậy? Để rồi mình có rút ra cho cái đời sống tu tập của mình, mình được lợi lạc trong đời sống. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời đó, thì kính chúc chư tôn đức thân tâm, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, cũng sao thầy. Chúng con thường tọa tâm đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tâm. Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Đại Đức Tuệ Đức mới nay nó mất tiêu rồi.